Thái sử dụng mạng chủ đến với cho mình theo quân đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Windows 11 trên các dòng máy Acer, Dell, HP và Toshiba luôn nha các bạn. Và cái đầu tiên, nếu như mà chúng ta muốn cài Windows 11 á thì chúng ta phải cần cái con i3 đời 8 trở lên. Ví dụ đi đời 8 TH độ kia là đời 8 trở lên đó. Đó, i3 đời 8 trở lên là sẽ cài được Windows 11 nhé các bạn. Và cái tiếp theo là nó phải hỗ trợ cái TPM này. Đây cái TPM ở dưới đây nha các bạn. Phải hỗ trợ thì mới được nha các bạn. Và những cái dòng máy nào mà có hỗ trợ luôn cả cái D2D recovery này nè thì càng tốt luôn nha các bạn. Là cài Windows 11 nó sẽ an toàn hơn khá nhiều. Đấy. Mình sẽ enable cái flashboot này lên. Cái flashboot cho nhanh. Rồi mình sẽ save. Yes. Thì dòng máy của mình là Acer nha các bạn. Acer phiên bản notebook và có card là GeForce MX150 và chiến GTA 5 V2 setting rất là mượt luôn nha các bạn. Khử ngăn cương 16X và chơi trên 65 fps. Này mình nói thật với các bạn, mình sẽ để đường link những cái clip test game của mình thì các bạn sẽ biết là nó mượt cỡ nào nha. Ok, thì đầu tiên á, khi mà máy khởi động lên rồi á thì các bạn vào Microsoft Edge cho mình, Microsoft Edge hoặc là Google Chrome nha các bạn. Chỉ được hai cái ứng dụng web đó thôi, còn những cái ứng dụng web khác là không được nha các bạn. Và tiếp tục thì các bạn nhắc cho mình vào là Win 11 Direct File ISO đây. Sau khi các bạn nhắc xong á thì bạn nhắc vào cái đầu tiên dùng mình nhé. Và tiếp tục các bạn lướt xuống, các bạn thấy cái phần này đúng không, ISO nè đó. Rồi sau tiếp bạn tiếp tục nhấp vào cái phần Select Download, các bạn chọn Windows 11 cho mình đấy. Rồi sau các bạn ấn chữ Download, rồi sau đó nó sẽ hỏi bạn các bạn muốn cài tiếng Anh hay là tiếng Việt gì á, thì các bạn chọn tiếng Anh cho mình nhé. Thì thực ra cái này không có tiếng Việt luôn nha các bạn, nó chỉ có tiếng Anh thôi, nên là mình sẽ chọn English nhé các bạn. Ok, English và Config. Rồi tiếp tục thì nó sẽ hiện ra một cái 64 bit download như thế này, thì các bạn chỉ cần nhấp vào giùm mình thôi đấy, và nó sẽ download giùm mình nhé. Thì các bạn muốn chọn ổ nào các bạn cài cũng được, tùy các bạn thôi. Thì bây giờ mình sẽ cài ổ E nhé, Save Start Download. Rồi ok, thì 10 phút nữa mình sẽ quay lại nha các bạn. Ok, thì tại sao máy mình nó lại trống trơn như thế này? Vì cái thứ nhất là hồi hôm qua mình nghịch ngu, là do là mình cài cái Active Key của cái game Need for Speed Most Wanted năm 2012 á, bản Limited Edition luôn đó. Nhưng mà do cái trang web Live Never Die nó dạng là nó không cho link, nó không cho khai chứ á, nên là mình phải lên Google tìm đồ kia, thấy được cái khai ngon quá, sợi quá trời ngon luôn. Nhưng mà bắt đầu tới khúc download nha các bạn, mình thấy nghi nghi rồi, tại sao nó tới 60 mà trong cái một cái khay nó chỉ có mấy KB thôi, nó rất là nhẹ đấy. Bởi vì mình thắc mắc là tại sao tới 60 đó, rồi sau mình download xuống, rồi sau đó mình bật cái CC Cleaner lên luôn nha các bạn. Đó, mình bật lên rồi sau đó mình set up cái khay đó lên, và cuối cùng máy mình bị dính dính virus. Và sau đó mình khởi động này lên nè, khởi động lên kịp thời, nhưng nó chỉ diệt được một tí virus thôi nha các bạn, nó không có gì nhiều, nên là sau đó mình mất hết luôn tất cả file học tập đồ kia. Rồi sau đó mình mới cài một cái bản Windows 10 21.1 khác, và game đồ kia mất hết luôn nha các bạn. Đây trống trơn luôn, thế mới đau chứ hả. Thì game mình tải thì cũng không đến nỗi nhiều lắm, nhưng mà nó khá là nặng luôn nha các bạn, nó ăn hết 500 GB của mình đó. Mà bây giờ mình phải download lại như đầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download Windows 11 luôn nhé, sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn luôn. Ok các bạn để mình sau 10 phút nữa nha. Ok, mình đã quay lại rồi nha các bạn. Thì còn 27 giây nữa là nó sẽ download xong nhé. Thì nó đã bị tụt cái megabit trên giây này xuống rồi, hồi nãy tới 10 megabit trên giây, nó tụt xuống từ từ không hiểu luôn, nhưng mà bây giờ nó tăng lên lại rồi này các bạn. Ok, thì các bạn đợi thêm 20 giây nữa nha.
Ok, thì sau khi các bạn download Windows 11 xong rồi đó thì các bạn vào Microsoft Edge cho mình. Rồi, sau các bạn search cho mình là Google Download nha các bạn. Đây Google Download. Ok, thì các bạn nhấp vào cái dòng dưới này giùm mình nhé. Rồi, tiếp tục thì các bạn thấy cái phần Google 3.17.exe là cái bản này bạn mới nhất nè. Tháng 10 ngày 23 năm 2021 nha các bạn. Đấy các bạn download bản mới nhất cho mình. Ok, và sau đó các bạn start download thôi. Rồi sau các bạn bấm clone. Rồi mình các bạn tắt dùm mình cái trang web. Rồi sau đó các bạn vào cái chỗ mà các bạn đã download á thì mình download OD. Đây nha các bạn. OD. Đấy mình sẽ cút nó qua desktop nha các bạn. Desktop pass. Rồi ok. Thì nó đã qua đây rồi nha các bạn. Thì các bạn cần cho mình một cái USB 8GB trở lên là ok rồi nha các bạn. Còn nếu như bạn nào mà có điều kiện hơn thì các bạn mua quất luôn cho mình là 32GB và 64GB. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đang dùng một cái USB của SanDisk 32GB và tất nhiên mua trên Shopee rồi. Đấy. Đây 32GB đây. Uy tín với các bạn luôn nha các bạn. Và đây là Win 11 mình đã cài rồi nè các bạn. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào Google First và hướng dẫn các bạn làm bước tiếp theo nhé. Rồi, thì sau khi mà nó sẽ hiện ra lên một cái bảng như thế này thì các bạn bấm vào cái USB của các bạn muốn cài và sau các bạn bấm vào Select cho mình. Đây, thì các bạn thấy đây là nó sẽ ghi là Windows 11 English x64-bit nha các bạn. Thì các bạn download Win 11 này ở chỗ download hoặc là ở chỗ nào đó tùy các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái chỗ đó giùm mình và thấy cái Windows 11 English 64-bit này á thì các bạn nhấp vào. Và sau đó các bạn bấm Open giùm mình. Rồi ok, thì các bạn nào mà dùng chuẩn UEFI á thì các bạn để GPT giùm mình nhé. Và cái này thì các bạn chuyển đổi thành FAT32 giùm mình. Nhưng mà này nó sẽ lại không có FAT32. Ok, khoan, các bạn đợi mình đi. Vậy mình sẽ format lại cái USB này nha các bạn. Format phải chuyển qua cái FAT32 default star. Ok, mình làm gì cho chắc. Rồi sau các bạn bấm ok close. Đấy, và bây giờ mình vào Google First nhé và mình sẽ select Win 11 64-bit English và NT vẫn là NTFS GPT và UEFI nha các bạn. Ok, thì mình sẽ start nhé. Bắt đầu quá trình nào. Ok, như mình thôi. Rồi. Thì trong cái quá trình này á thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải cóp hết tất cả các file dữ liệu của các bạn học tập và file làm việc. Các bạn cóp hết qua ổ D hoặc ổ E hoặc ổ F gì đó tùy các bạn. Nhưng mà miễn sao là cái dữ liệu đó của các bạn nó không bị mất là ok rồi nha các bạn. Do khi mà cài Win á thì nó sẽ format hết tất cả các ổ C của các bạn, tất cả các file của ổ C, cho nên là nó sẽ bị mất hết tất cả các file quan trọng của các bạn nhé các bạn. Format để chi? Format để các bạn cài Windows 11 mới vào thì nó sẽ không bị lỗi nha các bạn. Còn nếu không là nó sẽ bị lỗi đấy. Thì Win nào cũng vậy hết các bạn ơi. Là khi mà các bạn để hai Win trong cùng một ổ á, một ổ C á thì nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Ok, thì mình sẽ đợi nó nhé. Nếu bạn nào dùng máy SSD á thì nó sẽ làm rất là nhanh. Còn bạn nào dùng HDD thì tất nhiên nó phải chậm rồi. Tại vì về các bạn cái HDD là cái ổ cứng cơ, nó sẽ chậm hơn là cái ổ cứng chip nha các bạn. Cái ổ cứng chip là SSD. Ok, thì các bạn đợi nha các bạn. Sau khi mà nó làm xong á thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này, hiện bạn bấm close giùm mình nhé các bạn. Ok, thì sau các bạn tắt máy và vào menu bot cho mình thôi. Rồi các bạn phải dùng cái bàn phím chính của máy luôn nha các bạn thì mới được nha các bạn, chứ không là toàn đấy. F12 cho mình. Ok, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này, thì các bạn chọn cái USB HDD USB port boot nha các bạn và sau các bạn ấn enter cho mình thôi. Đấy, và nó sẽ chạy. Các bạn để nó boot vào nha các bạn.
Ai, các bạn thấy gì lạ chưa? Cái cửa sổ window nó đã thay đổi ngày này các bạn. Thường nó sẽ 3D nghiêng nghiêng đúng không? Bây giờ nó thẳng và 2D ấy rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì các bạn chọn English cho mình nha. Rồi, install download thôi. Ok. Thì mình sẽ nhập thay của nó vào nha các bạn. Thôi thì cái này thì các bạn cứ bấm next next qua qua mình thôi nhé. Next. I don't care. Rồi ok thì các bạn muốn chọn bản nào cũng được. Thì mình sẽ chọn bản Home. Home nha các bạn. Rồi để mình suy nghĩ là nên chọn bản Home là bản Pro. Bản Pro nó sẽ được dùng nhiều tính năng của Windows 11. Thì sau một hồi mình suy nghĩ thì mình sẽ chọn bản Pro nha các bạn. Pro cho chắc tại do Windows 11 là Win mới mà. Mình sẽ chọn bản Pro nha. Ok thì các bạn tích này lên cho mình. Next. Và sau các bạn chọn Custom Install Window. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn cái ổ mà các bạn muốn cài nhé. Thì mình sẽ chọn ổ C là cái ổ mình đã cài Win rồi đó. Đây nha các bạn. Thì hồi nãy mình đã format rồi. Đấy. Thì mình sẽ format lại hết luôn nha các bạn. Format luôn cho mình. Rồi, ok thì các bạn chỉ cần chứa lại hai ổ thôi nha các bạn. Ổ nằm của các bạn để dữ liệu đồ kia thì các bạn để lại cho mình nhé. Thì mình sẽ bấm next tiếp nha các bạn. Next. Ở mình format lại thêm lần nữa. Ok, next. Rồi, thì tới bước này thì nó sẽ copy file qua cái SD của mình nha các bạn. Ok. Ok thì sau khi xong á thì nó sẽ tự restart máy lại nha nha các bạn. Thì lúc đó thì các bạn rút cho mình cái USB ra là ok nha các bạn. Rồi, và sau đó các bạn chờ nó tin ready thôi. Thì trong lúc này thì mình sẽ đi làm gì đó nha các bạn. Ok. Ok thì sau đó nó sẽ hiện lên cái chữ choose moment á. Thì các bạn đợi nó lát tiếp nha các bạn. Và đây nó đã vào Windows 11 rồi nha các bạn. Nhưng là tiếng Anh rồi. Yes. Các bạn phải setting giống như mình luôn nha các bạn. Cứ thấy tiếng Anh là quốc tiếng Anh cho mình. Sao? Layout đồ kia hoặc skip không cần. Cái này thì các bạn kết nối wifi của các bạn nha các bạn. Ok. Next. Trời ơi, Win 11 nhìn nó đơn giản tối ưu. Nhìn đẹp quá các bạn. Next cho mình. Hy vọng thì nó vẫn còn control panel nha các bạn. Có là cái hy vọng của mình. Trời ơi, không có một cái là coi như là khỏi dọc luôn á. Buồn lắm. Ok. Thì bây giờ các bạn muốn đặt tên nào của các bạn tùy các bạn nha các bạn. Để đặt tên như kênh YouTube của mình thôi. Ok. Còn mình sẽ next nha các bạn. Rồi, choose a moment tiếp. Thì cái chữ choose moment này thì ở Win 10 ấy, thì nó sẽ rất là bình thường nha các bạn, còn ở Windows 11 thì nó sẽ làm đậm hơn, đẹp hơn khá nhiều nha các bạn. Ok. Mình cài Windows mình ám ảnh với cái khúc mà choose a moment á. Thiệt nó lâu gì đâu luôn á. Thì Windows 11 thì nó chỉ nặng hơn Win 10 có một xíu nha, thôi nha các bạn. Thì các bạn chọn giống như mình luôn nha. Next cho mình. À thì cái này á thì các bạn đăng nhập cái tài khoản email
của Microsoft của bạn vào đây nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập. Khi các bạn đăng nhập thì nó sẽ ghi là please one nha các bạn. Thì các bạn để nó thêm một tí nữa. Rồi, nó sẽ lát tiếp. Ok, thì tới cái khúc này á, thì ở bên Windows 10 nó cho skip. Còn Windows 11 mình đã thử skip rồi mà skip không được nha các bạn. Thì các bạn tạo cho mình một cái pin riêng cho mình nhé. Ok. Cái gì? À, bảo mật quá vậy. Thử cancel nha các bạn. Ôi, cancel skip qua được nè. Ôi trời ơi. Ủa. À, nó vẫn bắt buộc. Khúc này thì chắc mình để mình suy nghĩ cái nào được nha. Thì khi mà các bạn quyết pin á thì các bạn phải vừa đặt chữ và vừa đặt số luôn nha các bạn thì mới được nha. Thì nó mới cho vào nha các bạn. Ơi, bảo mật quá vậy. Oh, để mình thích cái nào mình bỏ được, cái nào mình bỏ nha các bạn. Find my device. Thôi, cái này thì các bạn bật hết giùm mình luôn nha. Tại vì những cái quan trọng của cái device của máy của các bạn nha. Bạn bật hết cho mình. Nó sẽ custom, các bạn muốn custom sao cũng được. Mình là Garmin. Ấy ra mình. Hồi Win 11 đúng là lên cái thế kỳ. À, Roma backup nha các bạn. Nhưng mà các bạn để file bên ở D đó, thì các bạn khỏi cần backup nha các bạn. Next. Rồi. No thang. Cái này mình cài gắt vô cũng được, nó không sao á. Skip luôn. Skip for now. Sao Windows 11 thấy kỳ kỳ vậy ta? Windows 11 thì nó khá là kỳ nha các bạn. Nó bảo mật quá đấy. Giống y hệt Apple luôn. Nó cũng chưa bằng Apple đâu. Apple thì nó ghê gớm lắm. Mặt quá ghê luôn. Trời ơi, giao diện đẹp hơn hẳn luôn chứ. Giao diện chào đẹp hơn hẳn luôn. Khác hẳn Win 10 luôn. Tôi tune up Win 10 do PC hả? Đang cài Win tune up làm gì chạy. Ok, thì các bạn để nó thêm một tí nữa nha các bạn. Ok, thì sau khi nó khởi động xong á thì nó sẽ vào một cái giao diện như thế này nha các bạn. Đấy, thì đây là cái start menu của con Windows 11 nè các bạn. Các bạn thấy nó lạ không? Rất là lạ luôn. Thề với các bạn là cực kỳ lạ luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ cái phần taskbar nó không cho hiển thị phần trăm gram hay phần trăm pin gì luôn. Nhìn lạ quá các bạn ơi. Lạ không thể nào tin luôn chứ. À, đúng là Windows 11 mà. Các bạn thấy lạ không các bạn? Rất chi là lạ luôn. Mới mẻ. Đây. Rất là lạ luôn. Default quá. Lạ quá các bạn ơi. À, giờ lên Win 11 cái ngơ ngác luôn á. Lạ không các bạn? Rất là lạ luôn. Với lại đây là một cái Windows mới nên là nó sẽ nhiều cái chưa được tối ưu lắm nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ update driver nhé. Thì các bạn vô chút hồi á thì nó sẽ tự động nhận driver luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ update driver nhé. Đầu tiên là cài on trước. Sẽ update driver của con cài on trước. Yes. Ok, Intel driver của mình đây. Và mình sẽ begin install liền nha các bạn. Ok. Start. Ok, thì các bạn để cho nó đâu đó cái update driver mới nhất nha các bạn. Ok, thì sau khi update xong á thì nó sẽ reset lại cái màn hình này nha các bạn.
và nó sẽ download tiếp tiếp cái phần audio driver, rồi sau các bạn reset lại cho mình nhé. Rồi ok, nó sẽ reset lại máy nha các bạn. Các bạn thấy phần reset lạ không? Mọi thứ đều lạ luôn. Ok thì mình sẽ để cho nó restart nha các bạn. Rồi, mọi thứ đều lạ. Các bạn nghe tí vô. Thì mình sẽ nhập mã biên của mình vào nhé. Lạ thật sự. Đấy, mình đang update driver con gạch on và update xong rồi nha các bạn. Và tiếp tục thì mình sẽ update driver của con gạch G. Còn con gạch G thôi nha các bạn. Ok, nếu như các bạn thấy này hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn, và các bạn vọc win 11 cho mình nha.